Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Anthony bên đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video về Minecraft. Và trước các bạn video này, nếu như bạn đã thấy mình lại tiếp tục những cái video về Minecraft nữa thì đừng quên giúp mình đạt 155 like cũng như là 35 được chia sẻ nha. Và nhớ đặt lại cho mình hashtag đó chính là #MKGaming cũng như là #số49, mình sẽ thả tim tất cả các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video tên nào. Let's go. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện những cái tổ hợp phím ở trong game khi mà các bạn đang chơi ở chế độ sinh tồn hoặc là các bạn đang chơi ở chế độ sáng tạo, cũng như là các bạn có thể là đang chơi ở chế độ PvP thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái phím tắt này để giúp cho các bạn trở nên pro hơn cũng như là giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian hơn khi các bạn đang chơi game. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phím tắt đầu tiên nha các bạn. Phím tắt đầu tiên thì phím tắt này á là giúp cho các bạn có thể lót lại cái chân, tức là khi mà các bạn di chuyển á hoặc là các bạn cảm thấy như là mình hiện tại là tăng cái tầm độ nhìn, cái tầm xa của mình á nó hơi xa ấy, thì các bạn giảm xuống thì các bạn có thể sử dụng phím tắt là F3 cộng với lại nút A. Thì khi các bạn bấm cùng lúc cả hai phím tắt là F3 cộng với A á thì nó sẽ xuất hiện lên một cái dòng chữ ở đây là debug reloading ôn chân, tức là các khi mình sẽ tải lại tất cả các chân mà các bạn có thể nhìn thấy đấy. Thì ở đây thì mình có thể nhìn thấy xung quanh nè. Đấy, mình sẽ tải lại hết tất cả các chân này một lần. Thì cái việc tải lại như thế này á là nó giúp cho chúng ta là giảm tải lắc nha các bạn. Tức là khi các bạn tải quá nhiều đi thì nó sẽ bị lắc. Và bây giờ chúng ta giảm cái tầm nhìn lại, tức là giảm cái chân xung quanh chúng ta lại, chúng ta tải lại một lần nữa thì nó chỉ tải những cái chân nào ở xung quanh mình thôi, chứ nó sẽ không có tải thêm những cái chân mà xa hơn. Như vậy thì nó sẽ giảm tải lắc cho các bạn một cách là cũng tạm ổn, chứ cũng nhiều thì cũng không nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ đỡ hơn là các bạn không bấm ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với phím tắt tiếp theo nha các bạn. Phím tắt tiếp theo á mà mình thấy nó hợp lý cũng như là cần thiết cho các bạn ở trong cái chế độ sinh tồn cũng như là cái chế độ PvP, và tất cả các chế độ mình thấy nó đều hợp lý cả, là cái phím tắt á là F3 cộng nút H. Thì khi mà các bạn chơi ở chế độ sinh tồn đây thì các bạn sẽ có là đồ đạc nè. Đó, các bạn thấy không? Đồ đạc của bạn hiện tại á là các bạn không thấy được cái độ bền, đúng không? Thì các bạn có thể khi mà đánh một con nè, đó, đánh một cái thì các bạn sẽ xuất hiện độ bền. Thì cái phím tắt này á nó là F3 với lại nút H nha các bạn. Đây. Đó. Thì đây là mình bấm một lần á là tắt, và bấm một lần á là hiện khi các bạn thấy nè, Advanced nè, Tooltip nè, Show nè, tức là nó đã hiển thị lên nè. Đó, các bạn sẽ thấy được cái độ bền. Thì ở đây độ bền của mình là 1560 trên 1561. Đó. Thì bây giờ mình tắt nè, mình sẽ tắt cho bạn xem. Đấy, là tắt là nó chỉ hiển thị cho các bạn biết á là đây là cây kiếm và nó có 7 đam. Đó, và 1.6 tốc độ đánh thôi, chứ nó không hiển thị thêm cái độ bền nữa. Đó, thì các bạn nào á mà muốn kỹ tính á, khi mà các bạn sử dụng đồ đạc mà nó gần hư á, tới cái thanh đỏ rồi đó, thì các bạn nên bật cái tính năng này lên ha. Đó, là các bạn sẽ biết được là khi nào đồ của mình nó gần gãy để đi sửa, cũng như là có thể là các bạn đừng dùng nữa. Đấy, để dành tiết kiệm chẳng hạn. Đó, phím tắt này cũng cực kỳ là cần thiết ở trong khi các bạn chơi Minecraft sinh tồn hoặc là PvP gì cũng cần nha. Tiếp theo một cái phím tắt nữa cũng khá là thú vị, đó chính là phím tắt F3 cộng B các bạn. Đây, thì mình sẽ bấm cho các bạn nha. Đây, hitbox show, tức là khi các bạn ném một cái món đồ xuống đất thì nó sẽ có một cái hitbox của món đồ, các bạn thấy không? Đó, nó có một cái ô vuông. Thì cái phím tắt này á, thứ nhất là nó giúp cho các bạn biết được á là nó là cái hitbox của cái con vật đó hoặc là cái món đồ đó nó như thế nào. Đây, các bạn có thể thấy nè. Đó. Rồi thứ hai nữa là nó cũng giúp cho các bạn biết á là ngay cái vị trí đó các bạn có rơi một cái món đồ, dụ như trong trường hợp mà nó cùng màu nhiều quá thì các bạn không thể nào mà có thể phân biệt được, hoặc là các bạn kiểu như là rối mắt quá không kịp nhìn thấy ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái phím tắt F3 cộng B này để biết được là ở dưới đất mình đang ném một cái món đồ thì chúng ta có thể tới chúng ta nhặt được. Đấy, và cũng như là cái phím tắt F3 cộng B này á là nó cũng có một vài cái mục đích, tức là mục tiêu các thứ. Khi mà các bạn bấm lên đó, các bạn thấy màu đỏ không? Thì cái màu đỏ này biểu hiện cho cái phần tầm nhìn, tức là khi mà các bạn nhìn vào trong cái màu đỏ này đó là con quái nó sẽ nhìn các bạn. Đó, màu xanh là cái hướng nhìn là không nói rồi, nhưng mà các bạn nhìn vô đây đó là cái ngang cái tầm nhìn của cái con vật các bạn. Đó là cái phần màu đỏ này nè. Khi mà những cái con vật nó nhìn với nhau á, tức là dụ như các bạn nhìn creeper hoặc là các bạn nhìn enderman đó, thì các bạn nhìn ngang cái tầm đỏ thì nó mới có thể là kích hoạt lên, tức là giống như con enderman á, là khi bạn nhìn nó thì khi mà nó phát hiện ra mình nhìn nó thì nó mới đánh. Đấy, cho nên là các bạn có thể xác định được cái vị trí là các bạn đừng nhìn vào cái tầm màu đỏ đó. Đó, cái tầm mắt của nó gọi là cái tầm mắt á. Đấy. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đến cho các bạn thêm một cái phím tắt nữa, nhưng mà phím tắt này thì nó liên quan tới cái chế độ là
gian lận các bạn, tức là bật open to learn ấy, ông mà cũng phải là gian lận đâu, mà kiểu như bật qua chế độ sáng tạo á, thì các bạn có thể sử dụng phím tắt là F3 với lại nút F4. Đây nút F4 nè, đó các bạn có thể chuyển chế độ, bạn giữ nút F3 xong các bạn bấm nút F4. Đấy, là nó sẽ chuyển chế độ. Ví dụ như ở đây mình đang là chế độ là sinh tồn đúng không? Chúng ta có thể chuyển sang chế độ Advanced nè. Đó. Còn tay một lần nữa thì nó sẽ bắt đầu từ chế độ sinh tồn trước, thì các bạn cứ chuyển thôi. Đây chế độ là chế độ quan sát nè. Đấy, và chúng ta sẽ đến với chế độ sáng tạo. Đấy, thì các bạn cứ giữ nút F3, sau các bạn bấm nút F4. Đó, lần lượt, hoặc là các bạn có thể giữ nút F3 xong các bạn chọn cái con chuột cũng được đó. Các bạn chọn nó vẫn được. Đây, chọn. Đó. Nhưng mà chọn thì nó không được. Vô lý à. Phải là F4 nó mới cho chọn hả? Chứ còn bình thường nó không cho chọn à? Đâu, chọn cũng được chứ. Ừ, vẫn chọn được anh em. Đấy, chọn chế độ khác thì được, nãy lộn, mình tự trên chế độ sáng tạo, mình chọn lên chế độ sáng tạo thì nó không được, đúng rồi. Đó, các bạn có thể chuyển nhanh cái chế độ này, thì nếu như các bạn không thích chuyển thì các bạn cũng có thể sử dụng lệnh game mode. Đấy, game mode survival nè. Rồi game mode creativity nè, đó là sáng tạo nè. Rồi game mode spec nè, đó spectator nè, là cái game mode quan sát đó các bạn. Đó, đây là cái phím tắt chuyển nhanh giữa những cái chế độ nha các bạn. Và có thêm một vài cái phím tắt nó cũng thú vị nữa. Thì đây là các bạn thấy không? Ở đây cái thanh chắc của bạn nó đang bị nhiều quá đúng không? Các bạn không thể nào nhìn được, thì các bạn có thể sử dụng F3 với lại nút D. Đấy, thì nó sẽ xóa sạch cái thanh chắc cho các bạn. Ơi từ từ. Bây giờ mình phải chuyển là chế độ sáng tạo ấy thì nó mới nhìn thấy được cái chỗ này đó. Bây giờ mình sẽ chat nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, sau đó các bạn muốn xóa đi hoặc là để nó tự ẩn cũng được, nhưng mà các bạn muốn là khi bạn bấm nút T lên nó sẽ không còn cái bảng chat này nữa, thì các bạn bấm F3 cộng nút D. Đó, là nó sẽ xóa hết. Mình bấm nút T nè, thấy không? Đó, hiện cái bảng thanh chat lên, hoàn toàn không có một cái chat nào nữa. Đó. Đây là cái cách xóa chat nha các bạn, để nhìn cho đỡ rối mắt đó. Ngoài ra cũng có thêm một cái phím tắt khá là bổ ích cũng như là khá là cần thiết cho các bạn khi các bạn đang chơi chế độ là sinh tồn siêu khó nha các bạn. Đó là phím F3 cộng nhúc ESC, thì nó sẽ là game bow, tức là sao? Tức là tất cả ở trong game nó đều dừng lại. Đấy, đảm bảo là ví dụ như bạn đi công việc hoặc là các bạn đi đâu đó, các bạn muốn là dừng cái game lại. Đó, thì các bạn nên sử dụng cái phím tắt này F3 cộng ESC nha các bạn. Nếu không á thì các bạn có thể thường á là các bạn sẽ bấm nút này đúng không? Đó, các bạn bấm nút này nè thì nó cũng dừng, nhưng mà lỡ đâu có ai đó bấm back to game một cái là toang luôn ha. Thì không nên, tức là không nên. Đấy, nên sử dụng phím bow game như thế này thì tất cả mọi thứ nó đều dừng lại, nó sẽ không hoạt động nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn, với lại cũng an toàn hơn nữa các bạn ơi. Đó là F3 cộng ESC là các bạn sẽ bow game lại ha. Tiếp theo chúng ta đến với một cái phím tắt này thì nó hơi thiên về cái kiểu xây dựng các kiểu hơn, đó là phím F3 với lại nút G các bạn. Đó, phím F3 cộng G thì nó sẽ hiển thị cho các bạn biết á là đây là cái chân. Thì một chân trong Minecraft là nó sẽ là 16x16 nha các bạn. Đó, từ cái vị trí này nè, các bạn thấy không, nó tạo thành một góc vuông và nó có một cái cột màu xanh nè. Đó, đi qua tới bên này. Đấy, cũng tạo một cái góc vuông và có cột màu xanh như thế này là 16 ô. Đấy, từ đây tới đó là 16 và từ đây tới đây cũng là 16. Nói chung là cái hình vuông này là 16. Thì 16 nhân 16 như thế này thì người ta gọi nó là một chân nha các bạn. Thì cái F3 cộng G này á, nó áp dụng để chúng ta có thể phân chia chân ra, cũng như là chúng ta áp dụng vào, đa số thì là áp dụng vào, nếu mà cơ bản á, người chơi cơ bản thì sẽ áp dụng vào để chúng ta xác định được cái chân của slime, tức là những cái con slime nó sẽ xuất hiện ở trong một chân cố định. Đấy, thì chúng ta sẽ xác định cái chân đó. Đây, ví dụ như nó nằm trong cái chân này đúng không, thì chúng ta biết là trong cái khu vực này mình sẽ đào hết cái khu vực này ra để cho con slime nó xuất hiện. Ngoài ra thì nó còn áp dụng thêm nhiều lắm. Nói chung là cái này nó gọi là cần kiến thức, nói chung là kiến thức về chân thì nó nhiều lắm các bạn. Mình cũng không có rành nên mình chỉ hướng dẫn cho bạn những cái phím tắt cơ bản và những cái cách sử dụng cơ bản thôi, cũng không cần phải quá là chuyên môn mà quá là nâng cao đâu. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phím tắt tiếp theo nha. Và có một cái phím tắt nó cũng khá là thú vị, đó chính là F3 cộng T các bạn. Thì cái phím tắt F3 cộng T này á, thực chất của nó là các bạn sẽ tải lại cái respawn của game. Tức là tải lại respawn là cái gì? Khi mà bạn bỏ respawn vô rồi bạn tải lại thôi. Thì nhưng mà bình thường á, bạn bỏ vô thì khi bạn tắt khỏi cái menu nó cũng đã tải rồi. Nhưng cái phím tắt này á, nó có một cái khá là thú vị là sao?
tức là nó sẽ giúp cho các bạn có thể AFK được, tức là AFK đào bới được nha. Đây mình sẽ cầm cái cúp này nha. Này, ví dụ như ở vị trí này từ từ mình đổi thành chế độ sinh tồn cái đã thì AFK nó dễ hơn. Đấy, ví dụ như mình đang đào như thế này đúng không? Này, mình đang đào như thế này và mình sẽ giữ con chuột trái của mình và mình bấm F3 cộng T. Đấy, F3 cộng T như thế này. Thì cái mình thả con chuột ra đó là hệ thống nó vẫn tính là mình đang giữ chuột các bạn đó, các bạn hay không? Thì cái này á, sẽ giúp cho các bạn có thể đào bới nó đỡ vất vả hơn xíu, nhưng mà mình nghĩ á là các bạn không nên bấm đâu. Để kẹp chuột cái này á, thì dành cho bạn nào chơi server thôi. Đấy, kẹp FK đào ở một chỗ thôi, chứ còn nếu như mà đào bới bình thường thì các bạn nên đào, tại vì cơ bản là mình ly chuột nè, và mình cần phải lấy đồ lấy đạc các kiểu nữa, cho nên là khi mà các bạn kẹp chuột như thế này nó hay đập lung tinh lắm, nó hay đập vào những cái block nó không cần thiết á, cho nên là thường á là mình FK là chỉ FK ở trong server thôi, các bạn dành cho bạn chơi skyblock đồ đó thì các bạn nên sử dụng tính năng này để bạn AFK đào bới quặng các thứ, tại vì đào một chỗ thôi. Còn khi mà bạn chơi bình thường thì nên đào bằng tay, giữ chuột nó cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian đâu các bạn, tại vì đâu có cần nhấp gì đâu, chúng ta chỉ cần giữ chuột thôi rồi mình lia thôi là nó đã đào rồi. Đấy, nhưng mà phím này thì nó cũng khá là thú vị cho nên là mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn biết ha. Thì mình có một cái phím tắt nữa, đó là phím tắt tăng giảm tầm nhìn. Đây, đó là phím tắt F3 với lại nút F các bạn. Đây thì nút F3 với F là nó sẽ tăng cái tầm nhìn lên, các bạn coi nè. Đấy, các bạn thấy không, hiện tại max tầm nhìn của mình là 32 đó, các bạn thấy nhìn thấy là bây giờ là mình có thể nhìn ra được ngoài kia đúng không, thì max tầm nhìn từ đây tới đó là khoảng tầm chắc là 16 các bạn, 16 với lại 16 sau nữa là 32 đó. Đấy, còn á chúng các bạn muốn giảm cái tầm nhìn bằng phím tắt thì các bạn giữ thêm nút shift nữa, shift F3 với lại nút F. Đấy, các bạn giữ, các bạn bấm từng cái cũng được, ví dụ bạn bấm giữ shift F3 với nút F đó, bấm từng cái nút F nè thì nó cũng giảm từ từ, hoặc là các bạn giữ nguyên luôn, giữ nguyên thì nó sẽ giảm nhanh hơn. Đấy, các bạn muốn tăng lên thì là F3 với lại nút F đó, giữ luôn, các bạn không cần phải nhấp từng cái như thế này đó, không nhấp từng cái nè, còn các bạn giữ luôn là nó sẽ lên luôn đó, còn các bạn giữ shift F3 với lại nút F thì nó sẽ giảm đó. Đấy, thì đây là cái cách mà các bạn có thể tăng tầm nhìn lên hoặc là giảm tầm nhìn một cách nhanh chóng nha các bạn. Và nó có một vài cái phím tắt khác nữa, thì các bạn có thể sử dụng nút là F3 với lại nút Q. Thì khi các bạn sử dụng nút F3 và nút Q á thì nó cũng sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái phím tắt ở trong game nè. Đó, giống như mình hướng dẫn nè. Đây, F3 cộng F4 nè sẽ open game mode nè, switch nè, tức là đổi chế độ game mode nè. F3 cộng ESC là pause game nè. Đó. Đây nè, còn F3 cộng T là reload lại respawn nè. Đấy, còn F3 cộng Q là show cái list ra nè. Đấy, còn cái F3 cộng B này nè là khi các bạn muốn á là các bạn sẽ không dừng game luôn. Thì các bạn kiểu như là bạn tap ra ngoài á, thường á là bạn chơi máy tính rồi các bạn hay tap ra ngoài thì nó sẽ hiện lên một cái bảng ESC menu, thì các bạn chỉ cần tắt cái tính năng này đi, các bạn F3 cộng B đi là khi bạn tap ra ngoài á nó sẽ không hiện lên cái bảng đó nữa và game nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, còn cái này thì F3 cộng N này thì circle này nó cũng đổi cái chế độ đó các bạn, đổi từ game mode qua chế độ game thường qua chế độ quan sát thôi. Rồi còn F3 cộng L là Start Stop Profiling. F3 cộng L, F3 cộng L trong 10 giây nữa. Uầy, ghê hả? Có quay nữa trong vòng 10 giây hả? Sẽ bắt đầu trong vòng 10 giây hả? Đâu, để mình coi thử coi. Chế độ này là chế độ gì đây? Hồi giờ mình cũng chưa thử bao giờ. Tức là nó lưu lại, tức là nó lưu lại cái thông tin của mình trong vòng 10 giây các bạn ơi. Như vậy thì cũng không cần thiết lắm, tại vì trong chế độ bạn chơi bình thường thì bạn cũng không cần thiết lắm ha. Đấy, rồi còn cái F3 cộng Y thì cái này là copy entity hoặc là block data to clipboard thì chắc các bạn cũng không cần thiết đâu. Và F3 cộng G là show chân nè, F3 cộng H là show cái phần cái hiển thị cái độ bền của dụng cụ á, là nãy mình cũng đã giới thiệu cho bạn biết rồi nè. Đây, F3 cộng F này nè, đó là lúc nãy mình để giới thiệu cho bạn á, là tăng giảm cái tầm nhìn và giữ thêm nút shift nữa để giảm nè. F3 cộng F là tăng tầm nhìn, F3 cộng shift cộng F là giảm tầm nhìn ha. Còn cái này là F3 cộng C là copy location ở trong cái lệnh TB. À, cái F3 cộng C này là để các bạn kiểu như là ví dụ như cái vị trí bạn đang đứng ở đây nè. Đây, mình sẽ sử dụng F3 xong rồi F3 cộng C thử coi. Ủa, nó có copy được đâu. À, từ từ F3 cộng C trước. À, rồi sao nữa, set TB. Từ từ để coi nó hướng dẫn ngay.
F3 cộng C là copy. Sẹt TB. Làm sao? Làm gì copy được? Ừ, giờ nó có cái này mà, tại sao mình không dùng cái này nhỉ? Tại sao mình phải sử dụng cái kia? À, từ F3 cộng C ở đây. Copy. À, mình hiểu rồi, tức là nó sẽ hiển thị ở đây đúng không? Ủa vẫn vậy mà. Ok. Mà nói chung cái lệnh copy thì các bạn có thể nhập tọa độ được, không có vấn đề gì ha. Chứ đâu cần nhất thiết là các bạn sẽ phải copy được chỉ cho nó mất công đúng không? Qua nhiều bước. Đây, thì một cái phím tắt nữa mà cũng khá là cần thiết cho các bạn, đó chính là phím tắt F3. Đây, các bạn sẽ sử dụng phím tắt F3 như thế này. Thì ở đây các bạn nó sẽ xuất hiện một cái bảng thông số. Thì cái bảng thông số này á, thì nếu như bạn là một cái người chơi bình thường á, thì mình khuyên các bạn, mà không phải khuyên nữa, là mình nghĩ các bạn chỉ cần quan tâm thôi. Chỉ cần quan tâm cho mình là tọa độ X, Y, Z nè. Rồi cái client line nè, tức là cái độ sáng nè. Và các bạn chỉ cần quan tâm cho mình là thêm cái phần hướng nhìn nữa thôi. Hoặc là các bạn muốn biome nữa thôi. Nói chung là còn lại là, nói chung là những cái khác á, là nó liên quan tới nhiều thứ lắm. Khi nào kiểu như là khi nào đụng tới thì các bạn mới cần á. Chứ còn thật sự thì các bạn chủ yếu là quan tâm cho mình là X, Y, Z nè, quan tâm cho mình là tầm nhìn, hướng nhìn nè, quan tâm cho mình là cái độ sáng thôi. Biome nữa là đủ rồi. Tại vì cái X, Y, Z này các bạn sẽ sử dụng để làm gì? X, Y, Z là sử dụng để làm cổng ở dưới địa ngục. Đó, xác định vị trí. Xác định vị trí, tất cả mọi thứ các bạn đều phải quan tâm X, Y, Z hết. Làm cổng cũng phải quan tâm X, Y, Z luôn. Đó, cho nên là cái phím F3 này với lại quan tâm cho mình thêm một cái nữa là FPS thôi. Mà FPS thì khoảng tầm trên 60 là các bạn đã chơi rất là mượt luôn rồi các bạn. Cho nên là cơ bản là cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Đấy, chỉ cần nó nhiều thứ nhưng mà chỉ cần quan tâm 4 tới 5 thông tin ở trong đó thôi. Nếu dành cho những người chơi bình thường. Đấy, gặp như mình cũng chỉ cần quan tâm vô đó thôi, mình cũng ít quan tâm mấy cái thông số khác lắm các bạn. Tại vì cơ bản chúng ta không có phải là chuyên sâu các bạn. À, và có một cái phím tắt nữa, đó chính là phím tắt F5 các bạn. Đây. Thì em tắt F5 này nó sẽ đổi cho các bạn là ba hướng. Đây, hướng bình thường là bạn chơi game là hướng như thế này nè. Nó sẽ đổi cho bạn thêm một hướng nữa là hướng như thế này. Các bạn có thể di chuyển như thế này. Hoặc là nó sẽ quay thẳng mặt con nhân vật của bạn. Đó, đây là phím tắt mà đổi cái góc nhìn nha các bạn. Đấy, là phím tắt F5 ha. Đó. Ngoài ra thì á, nó sẽ có thêm cho các bạn á, là một cái phím tắt nữa là phím tắt F1. F1 á, là nó sẽ ẩn cái phần cái thanh công cụ đi và cái phần tay của nhân vật đi luôn. Đấy, các bạn ấm F1 là nó sẽ ẩn luôn. Thì cái phím tắt này á, dùng để các bạn chụp hình cái gì đó. Đấy, ví dụ như các bạn muốn chụp hình một cái vị trí nào đó mà để nó không có vướng cái cả thanh máu cũng như là nó không có vướng cả cái vũ khí các bạn cầm hoặc là cái dụng cụ các bạn cầm á, thì các bạn sử dụng phím F1 để chụp hình ha. Đấy, như vậy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn một vài cái cách sử dụng cũng như là một vài cái phím tắt cơ bản mà các bạn giúp cho các bạn chơi game nó dễ dàng hơn cũng như là chơi game nó chuyên nghiệp hơn. Thì nếu như mà bạn nào có cái thắc mắc gì á thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha, mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Và đừng quên là like, share, follow ủng hộ cho channel của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip kế tiếp nha. Bye bye.